Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết sẽ ra quyết định xử lý kịch khung các lỗi không chấp hành do nồng độ cồn, không xuất trình được giấy phép lái xe, vi phạm của một lái xe tại quận Hà Đông, Hà Nội. Trước đó khoảng 20 giờ 35 phút ngày 12 tháng 2, tổ công tác lập chốt tại nút giao thông Lê Trọng Tấn, khu đô thị Park City, quận Hà Đông, yêu cầu dừng một ô tô để kiểm tra. Tài xế này không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn mà còn yêu cầu tổ công tác cho kiểm tra chuyên đề kế hoạch công tác. Dù được giải thích, tài xế vẫn không hợp tác, đồng thời liên tục dùng điện thoại để quay clip và phát trực tiếp lên mạng xã hội, kêu gọi người khác đến chốt, thậm chí sử dụng cả những người đi cùng xe gồm hai phụ nữ và hai trẻ em nhỏ để gây sức ép với lực lượng làm nhiệm vụ. Sự việc kéo dài đến 23 giờ đêm cùng ngày.